Chương trình tin tức thời sự bình luận với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức đang xôn xao mấy ngày qua. Đó là tin tức trước hết là liên quan tới một vị đại biểu Quốc hội của Quốc hội Việt Nam là ông Lê Thanh Vân, thưa quý vị. Và ông Lê Thanh Vân sinh ngày 23 tháng 12 năm 1964, là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Và vì việc gì mà ông Lê Thanh Vân bị bắt, thưa quý vị? Thì theo tin tức báo chí cho biết, như quý vị thấy trên màn hình, báo Tuổi Trẻ, báo VN Express, báo Người Lao Động cho biết là ông Lê Thanh Vân đã bị bắt khi mà bên phía Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án ông Lưu Bình Nhượng. Ông Lưu Bình Nhượng thì bị bắt giam vì cái tội là chiếm đoạt tài sản khi mà có những hành động bảo kê cho Cường Quắc, thưa quý vị. Cường Quắc là một tay giang hồ cộng cán ở Hải Phòng và đã bảo kê các công ty coi như gây sức ép cho các công ty khai thác cát ở trên sông. Rồi mỗi 1 mét khối thì phải trả thêm cho Cường Quắc. Rồi những người mà bị chiếm đoạt tài sản thì họ tìm cách chống lại. Và Cường Quắc thì nhận ông Lưu Bình Nhượng. Cường Quắc tự nhận là cháu của ông Lưu Bình Nhượng và nhờ ông Lưu Bình Nhượng can thiệp bảo kê. Và ông Lưu Bình Nhượng đã can thiệp với một số cơ quan chức năng để bảo kê và lấy một số tiền rất lớn, thưa quý vị. Nhận được 300.000 đô la tiền gọi là cưỡng đoạt tài sản. Và từ đó thì ông Lưu Bình Nhượng đã bị cơ quan công an bóc phốt và đã bị bắt giam. Và bây giờ thì như quý vị thấy là ngày 10 tháng 7, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết là đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân, 60 tuổi, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi quy định tại Điều 358 Bộ Luật Hình Sự của Việt Nam, thưa quý vị. Như vậy thì rõ ràng là ông Lê Thanh Vân đã bị bắt vì liên quan tới vụ án mà ông Lưu Bình Nhượng đang bị tạm giam, thưa quý vị. Thì ai cũng biết là tham nhũng rồi lợi dụng vào chức vụ quyền hạn để mà nhũng nhiễu, tham lam, vòi tiền, thậm chí là tống tiền các cơ sở kinh doanh, các công ty để mà trục lợi, làm giàu bất chính. Đó là một cái điều hết sức phi pháp, gây bức xúc trong xã hội, đặc biệt là vi phạm vào những điều mà đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam không được phép vi phạm hay không được phép làm, thưa quý vị. 19 điều. Thì có thể nói rằng chắc chắn là ông Lê Thanh Vân trong những ngày tháng tới sẽ phải trả giá cho hành động mà tiếp tay bảo kê, tiếp tay cho cái việc trục lợi, bỏ túi, và sẽ bị trừng phạt theo Điều 358. Tiếp theo tin tức về pháp luật ở Việt Nam thì có tin Lê Thanh Nhất Nguyên, một người con của ông Lê Tùng Vân. Hiện nay thì Lê Thanh Nhất Nguyên cũng đã bị bắt giam, xử tù 4 năm về cái tội là lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của cá nhân, đoàn thể, chính quyền theo Bộ Luật Hình Sự của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và tiếp theo thì Lê Thanh Nhất Nguyên đã bị mở rộng điều tra và người ta đã phát hiện là Lê Thanh Nhất Nguyên đã giả dạng là người con nghèo khổ, con mồ côi để mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiền từ thiện, vân vân. Thưa quý vị, như đã nói, thực chất thì Lê Thanh Nhất Nguyên không hề là mồ côi, mà giám định ADN hay DNA đã xác định là Lê Thanh Nhất Nguyên là con trai của ông Lê Tùng Vân, tức là ông nội. Đây là một cái vụ hết sức lùm xùm, Thiền Am bên bờ vũ trụ mà rất nổi tiếng trong mấy năm qua, thưa quý vị. Có thể nói là vụ việc thầy ông nội rồi lợi dụng tôn giáo, lợi dụng sự tu hành, tu tập ở tại gia để mà trục lợi, thưa quý vị. Và có thể nói vì tuổi cao sức yếu cho nên ông đã được miễn chấp hành ở trong nhà tù mà chỉ bị quản lý tại gia, thưa quý vị. Thì đó là vụ việc liên quan tới Thiền Am bên bờ vũ trụ. Và bản án đã được tống đạt tới Lê Thanh Nhất Nguyên ở trong tù thủ án. Nói chung, nói về Tịnh Thất Bồng Lai hay là Thiền Am bên bờ vũ trụ, có nói dài nói hoài cũng không hết chuyện, thưa quý vị. Những chuyện lùm xùm về vấn đề tiền từ thiện, lùm xùm về vấn đề coi như có dâm đảng hay không, có hoang dâm, rồi có hôn phối, hôn nhân cận huyết hay không, hay là trong dòng họ có lấy nhau hay không, đủ thứ chuyện, thưa quý vị. Rồi cụ ông nội có xâm phạm huyết thống với người này người kia hay không, đủ thứ hết. Nói chung là một vụ lùm xùm mà báo chí rồi trong nước cũng như hải ngoại bàn tán xôn xao trong nhiều năm. Mà bây giờ thì tin tức mới nhất cho biết là Lê Thanh Nhất Nguyên lại bị tiếp tục bị kết án với tội danh là chiếm đoạt tài sản hay là lợi dụng cái việc mà giả dạng làm người mồ côi để mà lấy lòng trắc ẩn của những nhà hảo tâm, rồi sự tiếp tay của một số truyền thông báo chí bẩn. Mà trong đó thì người ta hay lên án ông Điền Quân, hay còn gọi là ông Colman, trong cái việc liên quan tới Tịnh Thất Bồng Lai nhiều năm trước, thưa quý vị. Nói chung là đủ thứ tin tức liên quan tới những nhóm lợi ích, rồi những cá nhân như thế, thưa quý vị. Rồi đặt ra những vấn đề không biết là ông Điền Quân hay Colman có liên hệ gì đến với các nhân vật ở trong Tịnh Thất Bồng Lai hay các nhân vật ở Thiền Am bên bờ vũ trụ mà ông tích cực đánh bóng tên tuổi cho các em ở Tịnh Thất Bồng Lai, rồi đưa lên show này show kia, vân vân, thưa quý vị. Rồi có những cái tin tức cho biết là tiền bạc thì cũng sùm eo xèo, người này tố người kia là không nhận đủ tiền, vân vân, gây náo loạn một thời và tốn kém công sức, tiền bạc, mồ hôi nước mắt của nhiều người, thưa quý vị. Báo chí cũng đã vào cuộc trong và ngoài nước, vân vân. Thì chương trình đến đây tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.